Kính thưa quý vị các bạn, chúng tôi như người làm công tác truyền thông trên kênh Trần Phú Thái Bình. Vâng, hôm nay chúng tôi đang có mặt trên công trình biệt thự lâu đài tình quê của gia đình bà Tô Thị Tin thuộc địa bàn khu dân cư số 9 thôn Luật Trung, xã Quang Lịch, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Mỗi người chúng ta cũng xem để tạ ơn Thiên Chúa, và chúng ta cũng để biết được đôi chút về công việc của công trình này thực hiện ra sao. Qua lời bình luận của chúng tôi trên kênh của chúng tôi sẽ được thực hiện sau đây. Trước mắt chúng ta nhìn thấy mặt tiền, mặt chính của ngôi nhà. Mặc dù đang hoàn thiện nhưng mà mỗi người chúng ta đã nhìn thấy những cái mô hình rất là đẹp, rất là cân đối. Vâng, rất là bề thế. Mỗi người chúng ta cũng này nhìn thấy khu vực phòng khách ở dưới. Tôi cảm nhận một phòng khách rất là rộng. Vâng, như một hội trường. Nơi đây mọi sinh hoạt của công việc gia đình cũng như bên công giáo chúng ta sẽ đọc kinh cầu nguyện. Một cái nơi khu vực rất là đẹp để làm lên những công việc, hay là nói lên một chút nữa là những sự kiện trong gia đình được diễn ra tại nơi phòng 1 đây. Chúng tôi thấy rất là rộng, xung quanh có các phòng nghỉ và phòng bếp hoặc nhà ăn. Và khu vực đây là cầu thang lên lên các tầng trên. Và đây là khu vực lên vòm tum. Vâng, vòm tum. Mỗi người chúng ta cũng nhìn thấy cầu thang sẽ lên hai bên. Vâng, cầu thang sẽ lên hai bên, tạo nên một cái hình rất là đẹp. Và đây, và quý vị nhìn thấy tầng 2. Vâng, tầng 2 cùng với cái vòm tum, hay là gọi là cái đôm. Cái đôm này rất giống với những cái đôm bên nhà thờ bên Roma. Chúng tôi cũng xin được mở ngoặc thêm. Tại sao gia đình bà Tô Thị Tin lại làm cái hình dáng theo kiểu lâu đài? Tôi nghĩ rằng là những cái môi trường làm việc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tầm nhìn cũng như phong cách của mỗi người. Với gia đình con cái bà đã nhiều lần đi sang nước ngoài, đặc biệt là sang châu Âu, nhìn thấy những cái phong cách của tiếp cận với phong cách của châu Âu rất là nhiều. Do vậy cũng ảnh hưởng đến cái tầm nhìn cũng như suy nghĩ và phong cách của gia đình bà cũng như con cái bà. Vì vậy tôi thấy ngôi nhà đây được kiến thiết theo kiểu Gothic, phong cách của châu Âu. Xin quý vị các bạn cùng tôi để lên cầu thang lên tầng 3 xem mà khu vực cái dome được kiến thiết ra sao, và khám phá được công trình, ý tưởng của gia đình bà Tô Thị Tin cũng như con cháu thì làm những gì. Chúng ta cũng thể biết đôi qua về công việc trong công trình này. Chúng tôi hỏi quý thợ từ mặt bằng của tầng 2 lên đến mặt tum này là 10 m. Vâng, chúng ta nhìn thấy tum rất đẹp. Những người chúng ta nhìn thấy công trình rất vĩ đại. Và đây là những bức tường xung quanh, hay là những cái bức vách với hình khung. Vâng, những cái hình khung vào mà theo mái tung. Được biết bên này gia đình sẽ làm sân chơi cũng như những cái khu vực để phơi quần áo. Khu vực thế này để làm những công việc ngoài chơi.
và phía bên phía đông đã được đục mái bằng. Đây là một số gian phòng ở trên, tiếp tục là những phòng nghỉ ở trên được đục mái bằng bên cạnh cái tùm này. Chúng ta cùng vào những cái gian cạnh đấy. Vâng, gian cạnh trên này được đổ mái bằng làm những cái phòng nhỏ nhỏ của gia đình. Chúng tôi thấy gương mặt toàn những thợ của thôn Luật Chung chúng ta. Vâng, thôn Luật Chung cũng chú bàn cho riêng về ngành thợ mộc, ngành thợ xây, thợ lề rất là giỏi. Vâng, phong cách Á Đông cũng làm được, mà phong cách của châu Âu cũng được thiết kế một cách tốt đẹp. Vâng, nhìn thấy Bắc Hình, Bắc Phong như chú tính của thôn Luật Chung thân yêu chúng ta, đặc biệt là những của anh An, anh Thiện, tất cả những người quê hương Luật Chung. Vâng, anh Thiện, vâng, tất cả những người quê hương Luật Chung đang thi công ngôi nhà đây. Mặc dù đây là một ngôi nhà phong cách châu Âu, một phong cách mới, nhưng mà anh em cũng đã thi công rất tốt đẹp, rất thành công. Trước màn hình chúng ta đây là ông Mai Văn Tính. Vâng, thế là ông làm ở đây được lâu chưa? Báo cáo với ông là em cũng làm được mấy tháng đấy. Vâng. Vâng, thì cũng được biết là những cái ngôi nhà mà cái kiểu mái chéo, những cái kiểu mà Thái hay là kiểu Á Đông thì ông cũng đã làm nhiều. Ví dụ như nhà ông Trùng Cường hay là một số nhà ở đây, những cái nhà phong cách châu Âu này, ông đã làm những ngôi nhà nào chưa? Có đấy, cũng có làm nhà ông Cường nhất ở thôn Luật Chung cũng có rồi đấy, nhà ông Thùy nhất đấy. Vâng, nhưng mà cái đôm này thì ông đã làm nhà chưa? Cái này là cũng nói chung là cũng hiếm gặp đó. Vâng. Nói chung là cái đôm thì là ở cái thôn Luật Chung này là cũng ít lắm. À. Có nhà thờ chứ. Vâng. Mới làm đến cái đôm lớn. Vâng, vâng. Vâng. Cái anh tổ tục trên và tin đây là các bà làm cái đôm này. Vâng, 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 vâng. Thế ông nhìn thấy cái ngôi nhà này, ông thấy cái đối nội Luật Chung thì ông thấy tình hình nó lên nó ra làm sao? Cái này cũng đổ sộ. À, đổ sộ, vâng, vâng, vâng. Tương đối đổ sộ. Vâng. Nói chung là đây, các cái vách này là đổ bằng bê tông hết đấy. Vâng, vâng. Cốt sắt, bê tông cứng ấy. Vâng, 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 cảm ơn ông nhá. Vâng, vâng, ông tiếp tục thi công nhá. Vâng. À, bây giờ chúng ta cùng tôi bước lên tầng 3. Vâng, lên tầng 3 trên cùng xem ra sao. Vâng. Vâng, ở đây là mặt tầng 3 giáp với lại tầng đôm là tầng 4. Mỗi người chúng ta cũng nhìn thấy công trình của những người quê hương Luật Chung, Quang Định, Kiến Sương, Thái Bình chúng ta. Vâng. Chúng tôi cũng xin nói lại, vâng, phong cách ở đây của công trình của gia đình bà Tô Thị Thìn rất ý nghĩa, mang tính chất lâu đài tinh quê. Vâng, mặc dù gia đình ông bà con cái ở Hà Nội, nhưng mà cũng vì yêu mến quê hương, đất tổ của mình, nơi chôn rau cát rốn, ông bà đã làm biệt thự tinh quê. Và chúng tôi cũng nói lại là chắc là với một phần khác nữa, ảnh hưởng của con cái đi sang châu Âu rất là nhiều. Đây là phong cách của cố tích ở châu Âu, để nhìn chung các nhà thờ hay là các lâu đài của các vua chúa ở châu Âu đều làm như thế này. Mỗi người chúng ta thấy quê hương Luật Chung chúng ta rất phong phú và đa dạng, rất nhiều phong cách Á Châu, phong cách châu Âu,
phong cách dân tộc Việt Nam, rất nhiều phong cách của các ngôi nhà trên quê hương Luật Chung yêu dấu. Các bạn đang xem những hình ảnh trên cao. Trên đây chúng ta nhìn thấy một lần nữa, chúng ta nhìn lại quê hương Luật Chung thân yêu của chúng ta. Trên tầm là 25 mét. Chúng tôi thấy những người quê hương Luật Chung chúng ta nằm trên tầng cao với điều kiện giáo rất là chênh vênh, nhưng mà anh em cũng rất là bao dạng. Và đã ở đây trên mặt chúng ta là anh Phạm Văn Quang, anh rất bạo dạn để bác giáo và thi công những cái phần trên cao như thế này, và từ đầu đến giờ công việc đã được an toàn. Và đây là những cái vách vách tường trên cùng, vâng, hình tường trên cùng cũng hình mái vòm, vâng, được thiết kế bằng những cái khung sắt cốt pha, cũng là đã được thiết kế mái vòm và cách đổ bê tông gồm những cái tấm này sẽ lẹp vào và sẽ đổ bê tông. Anh em sẽ đổ bê tông từng giai đoạn một. Mỗi người chúng ta nhìn thấy cái tất cả cái mái vòm này cao khoảng hơn 2 mét, thì anh em sẽ đổ từng mái một. Vâng. Đổ từng đoạn một, xin lỗi, đổ từng đoạn một. Chị em phụ nữ cũng đang thi công trên đây. Mọi người chúng tôi cùng trên tầm cao ngắm nhìn thôn Luật Chung.
thưa quý vị các bạn, khi các bạn vừa theo dõi những hình ảnh chúng tôi thực hiện đi đến thăm công trình biệt thự tỉnh quê của gia đình bà Tô Thị Tin. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi những hình ảnh trên kênh của chúng tôi luôn thực hiện mang đặc sắc đậm đà quê hương với những phong cách quê hương. Xin chúc ban cho các quý vị một mùa Giáng sinh tràn đầy ơn lành. Tôi xin khép lại video của chúng tôi hôm nay tại đây. Chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn gia đình bà Tô Thị Tin cũng như anh chị em trong gia đình đã luôn quảng đại để cho ban truyền thông Luật Chung được thực hiện những hình ảnh trên công trường. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.